không? Cái tay, cái tay. Mẹ có cái gì ngon không? Đây là con chuẩn bị đồ để sinh nhật tấm đấy mẹ. Sinh nhật tấm á? Không cho ăn thì thôi, đây chả thèm. Mai lấy mấy lượng vàng ngồi đây xúc xích. Vậy mẹ ngồi đây trông cho con nha. Con vào con lấy bánh tạo bất ngờ cho tấm. Ừ, đi đi. Mẹ không ăn đâu, yên tâm. Mẹ đã nói là mẹ không ăn rồi mà. Ngon thế nhờ. Chắc là tấm sẽ thích lắm đây. Hả? Ê, no căng bụng. Mẹ, mẹ làm cái trò gì đây hả? Con đã nói những thứ này con chuẩn bị sinh nhật cho tấm mà. Tao có ăn gì đâu. Tao có ăn gì đâu. Sao mày quát mẹ to thế? Một mình mẹ ở đây, mẹ không ăn thì chuột ăn à? Mẹ, mẹ còn đếm trồ đâu vì mẹ mất. Có mấy món đồ chuẩn bị cho tấm mà mẹ cũng ăn mất. Có mỗi thế mà quát mình rõ to. Đây, chúng mày tự tổ chức tự ăn với nhau đi. Tao không thèm nữa. Còn cái gì đâu mà ăn. Mà mình quát mẹ như thế có quá đáng không nhỉ? Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi nhờ? Còn với chả cái, ăn có mỗi cái xúc xích, một đĩa chuối, thế mà nó quát mình. Ăn nhiều như thế rồi mà vẫn đói là sao nhờ? Ui, múp thế. Không có ai. Ngô này to thế. Bắt một bắp. Sao bắp này chắc thế nhỉ? Mẹ ghẻ. Bà scary. Mày dám trộm ngô nhà bà? Mày đợi đây, con mẹ ghẻ kia, đứng lại, dám trộm ngô nhà bà hả? Có mỗi cái ngô mà đuổi dài thế, đi đi, đứng lại cho bà, nhanh lên, đứng lại, tránh ra, về đi nhanh lên, hai cái tên này, mau lên, la 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 la, ôi trời ơi, ai, à rồi, à, à. Ôi trời ơi, bọn này. Ây da. Con nở kia, mày đi mày không có mắt à, hả? Bà không có mắt thì có, đi đâm sâm vào người ta rồi có ăn vạ à? Mong của người ta. Này này, tao nói mày biết nha, mày còn cãi lại tao nữa à? Tao mà thèm ăn vạ với mày hả? Bà làm đổ hết bóng của tôi rồi nè. Ây, đứa nào ném bóng ra đường thế này? Hai con mẹ già kia. Tôi mắc bây giờ mày sao? Mày muốn gì hả? Búp bê, nở nở nở. Mau bắt nó lại cho ta. Vâng, thưa chủ nhân. Mẹ ghê. Ta là tự không thấy ta. Mẹ ghê. Ôi giời ơi, giời ơi. Bà dám sao? Ngô ngọt lắm, ăn đi. Vừa ăn trộm được ngoài kia kìa. Ăn cái gì? Bà giỏi thì ăn đi. Về. Không biết mẹ ghẻ đâu rồi nữa. Ôi, ôi dồi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Nở, cô đi đâu mà hấp tấp vội vàng vậy? Hoàng thượng tha mạng, ban nãy em đi cùng mẹ ghẻ hoàng thượng à. Mẹ ghẻ à? Mẹ ghẻ đâu? Dạ, mẹ ghẻ bây giờ khả năng đi cùng búp bê rồi hoàng thượng à. Không ngờ mẹ ghẻ bị dỗi ta mà lại đi giao du với búp bê à. Không phải là giao du đâu, mà là bị bắt đấy. Khả năng bây giờ bị lóc da xẻ thịt rồi. Thần đi đây. Ơ, thế mẹ ghẻ ở đâu?
ra. Đứng lại. Hai đứa chúng mày ở lại đây canh. Ta đưa bà ấy lên. Đi. Ui, đau đau. Ê mày ơi, ở đây canh cho tao nha. Tao đi vệ sinh cái, chịu không nổi nữa. Ừ, đi nhanh đi còn về. Đi đi. Thả ta ra. Bắt ta làm gì chứ? Cứu ta với. Hôm nay có một tên à. Thế thì lại đơn giản. Đi bỏ ra. Trời ơi, bảo bỏ ra rồi. Ây ôi. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Ở đây không có phận sự của ngươi. Cút. Ngươi nhớ mặt ta đi. Nói gì? Đừng để ta gặp lại ngươi đi. Này, mày canh kiểu gì? Có thằng dòm ngó ngoài kia, mày không biết hả? Ai biết gì đâu. Chú ý vào. Ừ. Là con gái phải xinh, là con gái thật tuyệt. Có cách rồi. Anh Hoàng ơi, anh làm cái gì vậy? Quần áo. Cứ đi theo ta đã, cô giúp ta việc này. Nhức mỏi quá. Này, tập trung canh gác đi, đừng có lười biếng nữa. Ờ, biết rồi. Lính đỏ, lại đây bắt ta nè. Tên hoàng thượng này, chưa sợ à? Đuổi theo nó. Quỷ sư đuổi chị dài muốn chết à. Hoàng thượng, ngươi chạy đằng trời hả? Ngươi ở đâu đây? Thả ta ra, ta có làm gì các ngươi đâu hả? Đâu phải là hoàng thượng, chúng ta bị trúng kế điều Hổ Liên Sơn rồi. Trở về nhanh lên. Tên này đúng là hai thằng đần. Mẹ, mẹ, mẹ ơi. Ôi dồi ôi, giờ này ngủ nữa. Còn nói thế mà đã dỗi rồi. Sao mẹ nhạy cảm quá. Ta biết ngươi sẽ tới đây mà. Nhanh lên mẹ. Hả? Búp bê. Ê, thả con tao ra. Thả thằng Hoàng ra chưa? Đứng im. Bắt tao. Cả hai mẹ con nhà ngươi hôm nay sẽ phải chết. Ngươi làm gì tao cũng được, nhưng mà xin ngươi hãy thả mẹ ghẻ ra đi. Không được, mày thả thằng Hoàng ra. Chủ nhân. Đâu rồi mẹ? Tình là ta đó. Người này đã cứu mình đó mẹ. Ý, thế hai đứa là đổi quần áo thôi à? Thôi kinh quá. Về ok đợi với. Ê, về đến nhà rồi, tí thì chết hú hồn hú vía luôn á mẹ. Mẹ cho con xin lỗi. Nãy con có lỡ to tiếng nặng lời với mẹ. Ui dồi, nói chứ tao có để bụng đâu nha. Này, mẹ con là không được mất đoàn kết đâu nha. Phải biết yêu thương lẫn nhau đó. Mà này, nói gì thì nói nha. Mẹ đã ăn hết đồ mà con chuẩn bị cho sinh nhật của Tấm rồi. Mẹ làm gì mẹ đền đi. Ý giờ ăn có tí. Nói nữa tao dỗi nữa bây giờ này. Mẹ dỗi á, mẹ đền cho con đi. Hết rồi là sao con chúc mừng sinh nhật cho Tấm. Này,
Dĩ hòa vi quý. Hay để ta làm tặng cho các người một món. Mày thì biết làm cái gì? Đúng rồi đấy, BD nửa mùa, chả ra đâu với đâu. Thôi, để đấy cho ta. Ui, hôm nay ta sẽ nấu cho các người một món, đó là bánh sinh nhật thạch rau câu trái cây. Ui, dưới đây là các nguyên liệu rất dễ tìm kiếm. Đầu tiên, sữa tươi, đường, bột rau câu và các loại hoa quả. À, thế ngươi làm đi, ta xem nào. Bà ra bên này đi, để ta còn làm. Bây giờ, đầu tiên nha, ta sẽ đổ nước vào nồi, nhớ bật bếp lên. Tiếp theo, chúng ta sẽ cho đường vào. Chúng ta sẽ cho đường hoa mai vào cho màu nó đẹp. Cho bao nhiêu là tùy vào sở thích của mỗi người nha. Khuấy tan lên. Đổ đường xong rồi, tiếp theo chúng ta sẽ pha chế bột rau câu. Làm lẹ lên, nhanh đi không tắm về đó. Biết rồi. Để xong, chúng ta cho nước nguội vào. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ khuấy ngược chiều kim đồng hồ. Đây là xui mà. Nói đúng thì nói bé thôi anh Hoàng ơi. Bây giờ lại đổ vào cho. Rồi, rồi ngươi phụ ta một tí nha. Đó, hấp dẫn chưa? Rồi, tiếp tục khuấy đều lên. Quay đều, quay đều, quay đều. Bao giờ mà thấy nó sánh sánh lại như thế này á, thì chúng ta sẽ xếp trái cây vào đĩa. Cho vào nồi luôn á. Xếp vào đây này. À, để như thế này. Hậu đâu, để ba mày xếp cho. Khuấy đi, để mẹ ghé xếp. Ngươi khuấy đi, ngon lắm á. Ờ, món này thì ta cũng thấy lâu rồi. Trái cây của thằng này ngọt thế nhỉ. Nào mẹ ghé. Ôi dồi ôi. Xếp ra. Cứ ăn thế xếp ra. Hoa quả đâu mà nhìn người ăn lắm thế. Xếp thì xếp. Ây da, mẹ ghẻ khéo tay phết nha. Sau khi xếp xong thì chúng ta sẽ đổ rau câu vào đây. Ê, múc từng thìa một, cho vào đĩa trái cây. Ui, sóng sánh đẹp chưa này. Đó, cứ múc tay thế này, bao giờ đầy cái đĩa thì thôi. Sau đó chúng ta sẽ để cái này vào tủ lạnh khoảng 15-20 phút thì thạch rau câu sẽ đông hoàn toàn thôi. Để tàu. Ờ, mẹ ghẻ, đi đi, nhanh không tắm về bây giờ. Khéo tay không? Được. Nếu như một lát nữa thưởng thức mà ta thấy ngon thì ta sẽ tiến cử ngươi vào cùng làm đầu bếp. Ôi giời. Mà tiếp theo thì làm gì? Ngươi làm nốt đi. Làm nhanh lên đi. Để chiếc bánh đặc sắc hơn thì ta sẽ làm đế bằng sữa. Như vậy sẽ thơm lắm luôn á. Làm đi nhanh lên nhanh lên. Cô tắm nó về bây giờ đi. Đây, cho sữa vào nồi. Lúc mà sữa còn chưa nóng, ta sẽ cho bột rau câu vào luôn. Rồi khuấy đều hỗn hợp lên. Cho nó có cái độ sệt sệt giống ban nãy thì là được. Cô ngon không đây? Ngon lắm luôn. Đó, khi mà nó sánh sánh rồi thì chúng ta mang cái đĩa thạch lúc nãy ra cho cái phần này lên. Thằng Hoàng, vào lấy cái đĩa thạch. Nhanh lên, đi đi. Ngồi từ nãy giờ không vận động, đi đi chứ. Lần sau mẹ thuê người hầu đi nhé. Đây rồi. Bây giờ ngươi làm đi, được chưa? Được rồi, rồi cầm cái đó ra. Đây, bây giờ ta sẽ đổ cái này vào. Nhớ là dàn ra cho thật đều nha. Đây, hấp dẫn chưa? Nhìn đẹp hết nha. Đây, tiếp theo chúng ta sẽ để tủ lạnh lần nữa khoảng 30 phút là hoàn thành rồi. Nhanh chân nhanh tay phết nha. 30 phút sau.
Cần, mình làm xong rồi đây. Xong rồi hả? Ừ. Lượng. Nhà mò, chim cút, nhanh lên. Thôi, vậy ta về đây. Tạm biệt hai mẹ con. Đi về. Công của mẹ. Ơ, mẹ đừng ăn, bánh này để cho Tấm mà. Ai thèm ăn đâu. Ơ, con Tấm nó về. Ơ, Tấm, nàng, đâu? Mẹ lại trêu con. Bánh. Mẹ ghẻ.